không có đợi việc gì rồi, gàm và em thi hết. Ôi, hay đến tôi chỉ có Thành Trung. Thành Trung đã phần nào hạ gục được một thành viên. Hạ chế! Viên cộng number one bro. Và bây giờ thì Thành nó phải là như thế. Nó là đẳng bạn cắt cổ không nói nhiều luôn. Rất tuyệt vời. Tuổi gì? Rất tuyệt vời. Bọn tôi thua nhưng bọn tôi thua ra mất mặt, các ông hiểu không? Là gấp. Rồi ơi, nó phải là như thế. Ui, chất như nước cất nhỉ. Được. Nó là đẳng cấp, người Việt Nam đã chơi là phải có dấu ấn hiểu một không? Hành động mà tôi phải nói là chúng ta đây phải tri ân Thành Trung để đơn giản là tạo ra cái bầu không khí cho chúng ta ở cái round cuối cùng này, nó sẽ là một không khí rất tuyệt vời.